Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của thanh khoản chứng khoán. Tại sao thanh khoản chứng khoán quan trọng? Thanh khoản thị trường rất quan trọng vì nó vô số lý do, nhưng chủ yếu là vì nó ảnh hưởng đến việc bạn có thể mở và đóng các vị trí nhanh như thế nào. Một thị trường thanh khoản thường liên quan đến ít rủi ro hơn, vì thường luôn có sẵn sàng đảm nhận phía bên kia của một vị trí nhất định. Thanh khoản ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán như thế nào? Thanh khoản có tác động vững chắc đến lợi nhuận chứng khoán. Thanh khoản là mức độ mà một tài sản hoặc chứng khoán có thể được mua hoặc bán trên thị trường mà không ảnh hưởng đến giá của tài sản. Tính thanh khoản được đặc trưng bởi mức độ cao của hoạt động giao dịch và chênh lệch giữa giá thầu và ưu đãi. Thanh khoản với ví dụ là gì? Thanh khoản được định nghĩa là trạng thái thanh khoản hoặc khả năng dễ dàng biến tài sản hoặc đầu tư thành tiền mặt. Một ví dụ về thanh khoản là sữa. Một ví dụ về thanh khoản là một tài khoản kiểm tra trong ngân hàng. Thanh khoản có tốt không? Tỷ lệ hiện tại được sử dụng để cung cấp khả năng trả nợ của công ty, nợ và tài khoản trả lại công của công ty, tiền mặt, chứng khoán thị trường, hàng tồn kho và các khoản phải thu. Giá trị tỷ lệ lớn hơn một thường được coi là tốt từ quan điểm thanh khoản, nhưng điều này phụ thuộc vào ngành. Thanh khoản hoạt động như thế nào? Thanh khoản cho các công ty thường đề cập đến khả năng sử dụng tài sản hiện tại của công ty để đáp ứng các khoản nợ hiện tại hoặc ngắn hạn. Tỷ lệ hiện tại còn được gọi là tỷ lệ vốn lưu động, đo lường tính thanh khoản của một công ty và được tính bằng cách chia tài sản hiện tại của nó cho các khoản nợ hiện tại. Tại sao ngân hàng cần thanh khoản? Các ngân hàng cần vốn để cho vay hoặc họ có nguy cơ mất khả năng thanh toán. Cho vay tạo tiền lời gửi, nhưng không phải tất cả các tiền gửi phát sinh từ việc cho vay. Các ngân hàng cần tài trợ thanh khoản khi tiền gửi được rút ra hoặc họ có nguy cơ hết tiền. Do đó giảm chi phí tài trợ ngân hàng có thể khuyến khích các ngân hàng cho vay. Thanh khoản có khả ảnh hưởng đến lợi nhuận không? Thanh khoản có tác động vững chắc đến lợi nhuận chứng khoán. Mặc dù thanh khoản thường được thảo luận liên quan đến trái phiếu, một bài báo gần đây cho thấy nó cũng có thể có tác động đáng kể đến cổ phiếu. Thanh khoản là mức độ mà một tài sản hoặc chứng khoán có thể được mua hoặc bán trên thị trường mà không ảnh hưởng đến giá của tài sản. Các loại thanh khoản là gì? Tiền mặt là loại tài sản có tính thanh khoản cao nhất, trong khi các khoản mục hữu hình ít thanh khoản hơn. Và hai loại thanh khoản chính bao gồm thanh khoản thị trường và thanh khoản kế toán. Tỷ lệ hiện tại, nhanh chóng và tiền mặt được sử dụng phổ biến nhất để đo lường thanh khoản. Điều gì xảy ra nếu thanh khoản giảm? Trong một cuộc khủng hoảng thanh khoản, các vấn đề thanh khoản tại các tổ chức cá nhân dẫn đến sự gia tăng mạnh về nhu cầu và giảm nguồn cung thanh khoản, và việc thiếu thanh khoản có sẵn có thể dẫn đến vỡ nợ lan rộng và thậm chí phá sản. Điều gì xảy ra khi thanh khoản tăng? Thanh khoản cao có nghĩa là nhiều tiền hơn đang được lưu hành. Vì vậy, mọi người có xu hướng chi tiêu nhiều hơn. Điều này dẫn đến lạm phát trong một nền kinh tế lưu thông tiền tăng, nhưng năng suất vẫn như cũ. Thanh khoản cao cũng dẫn đến sự suy yếu của đồng nội tệ đối với các loại tiền tệ quốc tế. Làm thế nào để bạn quản lý thanh khoản? Dưới đây là 4 nguyên tắc cơ bản nhất của quản lý rủi ro thanh khoản mạnh mẽ mà bạn nên xem xét và thực hiện tại ngân hàng thị trường trung bình của mình. Thứ nhất, xác định rủi ro thanh khoản sớm. Thứ hai, theo dõi kiểm soát thanh khoản thường xuyên. Thứ ba, tiến hành kiểm tra căng thẳng theo lịch trình. Thứ bốn, tạo một kế hoạch dự phòng. Làm thế nào để bạn khắc phục dẫn đến thanh khoản? 5 cách để cải thiện tỷ lệ thanh khoản của bạn. Thứ nhất, gửi hóa đơn sớm. Gửi hóa đơn của bạn càng nhanh càng tốt cho khách hàng của bạn. Thứ hai, chuyển từ nợ ngắn hạn sang nợ dài hạn. Sử dụng nợ dài hạn để tài trợ cho doanh nghiệp của bạn thay vì nợ ngắn hạn. Thứ ba, thoát khỏi tài sản vô dụng. Thứ
Số 4, kiểm soát chi phí trên cao của bạn. Thứ 5, đàm phán cho chu kỳ thanh toán dài hơn. Chiến lược thanh khoản là gì? Quản lý thanh khoản có một trong hai hình thức dựa trên định nghĩa và thanh khoản. Một loại thanh khoản đề cập đến khả năng giao dịch một tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc trái phiếu ở mức giá hiện tại. Trong cả hai trường hợp, quản lý thanh khoản mô tả nỗ lực của các nhà đầu tư hoặc các nhà lý quản lý để giảm rủi ro thanh khoản. Nhớ subscribe để đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.